Xin kính chào quý nhà đầu tư. Sắp tới thành phố Sông Công sẽ đấu giá hai khu, một là bên Bách Quan và hai là Nguyễn Văn Cử. Em quay video để anh chị tham khảo. Đây là bên Nguyễn Văn Cử. Anh chị mà quan tâm tới đất đấu giá tại Sông Công Thái Nguyên thì liên hệ với em Bính Quyên theo số điện thoại trên màn hình để cung cấp thông tin chi tiết về khu đấu giá và các lô. Em cung cấp bản đồ cho anh chị tham khảo, xem anh chị có phù hợp với đầu tư của mình không thì nên để tham gia đấu giá, và đấu giá xong thì bên em sẽ nhận bán lại cho anh chị. Anh chị mà trúng cái là ra ngoài gửi bên em sẽ ra hàng luôn cho anh chị. Nếu mà quan tâm thì liên hệ với em Bính Quyên nhá. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.